mọi người nha. Sáng nay mình có đi chợ mua mớ tôm nè, mình đem về mình rang nước mắm ăn. Cái này mình mua miếng chua leo muối nè, đặng hồi mình ốp đặng mình ăn chung với tôm. Ủa anh thấy có hộp hộp gì vậy? Để ốp đường trước á cho thấm á. À nãy vậy tính nó sẵn sàng như vậy là đường ha. Đường á, giờ nãy mua về rồi giờ rửa sạch sẽ rồi bắt đầu gửi đường lên cho nó hồi nó thấm, sợ nó chua quá rồi nó không có thấm đường không ngon. Chị Huy hấp tôm mà. Ủa hấp xong rồi mới rang là nước mắm. Ủa hai ba công đoạn vậy sao không phải gấp là ăn liền sao? Không. Trời đất ơi. Dạ thích làm gì? Rảnh quá ha. À, xin chào cả nhà nha. Thì cũng như vợ mình cũng đã nói là mua ít con tôm sông nè cả nhà. Ở vùng mình thì kêu bằng tôm lóng á, chứ không phải tôm càng gì đâu, tôm càng thì bự. Vợ mình sẽ đem đi hấp với rượu trắng. Hấp xong rồi vợ mình sẽ đem rang muối nữa. Là hai công đoạn thôi cả nhà. Thì món ăn này thật sự là thấy cũng hơi lu quá mà không biết ngon hay không. À, xin mời cả nhà cũng như các cô chú, các anh chị mình theo dõi cô vợ mình làm sao nha. Chắc nước sôi đó vợ à. Thôi vợ nước sôi không? Thấy lửa quá vậy nữa. Trời ơi quá trời sôi rồi. Làm liền đi để nó hao củi uổng. Giờ mình đã hấp rồi vậy. Bây giờ bỏ hao con nha. Anh đổ rượu vô chưa? Rồi mình bỏ một chút rượu trắng vô luôn. Vô tôm luôn. Rượu này là rượu ngâm đinh lăng đó nha cả nhà. Hấp có 20 phút. Ăn xong rồi lăn luôn à. Trời nó chỉ mưa và nắng đẹp lại vậy. Ông trời nó bất thường quá, muốn mưa nắng nắng à, ngộ quá. Vậy chứ chút xíu sợ mình lúc mình ăn cái mình ra quay cái ổng mưa cái chết luôn, khổ. Thủ nó cơm xính sớm ăn. Wow, sôi dữ rồi chồng ơi. Thơm gụ quá à. Ờ, hấp gụ mà thơm gụ rồi vậy. Ờ, thử rồi chắc say luôn quá. Dớ ca em. Rồi đã chín rồi mình đem ra. Tôm hấp rượu ha, bỏ chút xíu rượu mà đỏ dữ hả vợ? Ừ. Đỏ mà bóng ha, bóng tôm ha. À, bóng tôm. Mình làm nước đặng mình xào tôm. Làm nước sốt hả em? Bỏ hành em vô. Mình bỏ bột nghệ vô. Bột ngọt. Mắm vô. Mình cho đường vô. Đường 2-3 muỗng lưng đi. Mình cho dầu vô chảo. Chảo nóng quá rồi. Ồ nóng dữ rồi xèo rồi à. Sôi dữ vậy. Vô mình xào luôn. Bỏ đá kẹo rồi mình bỏ tôm vô mình xào. Mình xào cho nước nó thấm vô tôm. Ồ thấm vô tôm dẻo nhẹo luôn chồng. Chín rồi mình cho xuống luôn. Ui quá tuyệt vời. Nó ngon dữ vậy vợ. Ừ, thơm mắm đó chồng. Quá trời ngon luôn rồi các bạn ơi. Giờ mình cho ra dĩa hả vợ ha. Ừ. Rồi mình chuẩn bị cơm ha. Ừ. Xin chào cả nhà nha. Coi như là cũng đã chín hết trơn rồi. Hôm nay hai chồng mình ăn tôm, kêu bằng món tôm gì vợ? Hả? Tôm xì. Tôm xào nước mắm. À, tôm xào nước mắm. Ừ, tôm xào nước mắm chứ không phải chiên nước mắm. Giờ kêu đại đi. Đúng rồi. Ăn chung với dưa leo muối nè cả nhà. Giờ mình đã muối rồi. Giờ sau đây xin mời cả nhà, các cô chú, các anh chị, các bạn đang xem video của kênh Mara Tình Quê. Bây giờ cùng ăn cơm với vợ chồng mình nha. Ô, hôm nay được ăn cơm rồi con ơi. Cơm chín rồi cả nhà ơi. Tất cả cũng đã xong hết rồi. Xin mời cả nhà cùng dùng cơm với vợ chồng mình nha. Cơm nè. Mọi người ăn cơm nè. Món này là cách từ vợ hôm trước. Ừ. Ừ, nghe ngon thấm ngon, ngon quá vợ. Thấm à? Ngon. Thấm này dưa leo giờ lãng mình chán không hết à. Xin mời cả nhà dùng con tôm nha. Bữa nay ăn sang bữa đó nhà ơi. Nào giờ đâu có những đứa này đâu có con tôm đâu. Mọi nhà dùng tôm nha.
Cái vỏ ngoài thấm ngon này, dạ nút vỏ ngoài luôn hả? Thấm cái vỏ ngoài nên nút nút ngon như sốt á. Nó sốt thật. Quá ngon. Tôm không cạch không chào. Thịt nó dễ phát à? Cái tôm này nó có hai loại nha đó nha. Có loại nuôi, có loại xoa tôm mà tôm thiên nhiên á, tôm có ga cào á, mấy ga cào ở dưới sông á. Tôm không thịt dễ phát à? Ngon. Cái gì là miếng này? Đây là rải nguyên trái nó giòn hơn, chắc hết rồi. Chua chua dễ ăn. Hôm nay mình ăn mình chịu khó mình nằm mình lột thôi, vừa vừa ăn vừa lột cho nó ngon làm ơn ha. Bên miếng bên tay không còn bây giờ, cái nước nó dính á, cái sốt á. Cắn này là cái béo ngon gặp không mà gặp. Mình ăn mình lột rất là ngon nha cả nhà, chứ để chứ người ta lột sẵn ăn không đã đâu. Thấm miếng nước nữa nè cả nhà, thấm miếng nước nè. Quá trời rẻ, quá ngon. Thấm nhiều muối. Được rồi. Dạ. Để lọc ra. Không. Không à. Béo quá vậy à. Béo quá. Quá ngon. Béo thiệt. Trò gạch không này vô. Quá trời. Con nó chắc quá chồng ha. Chắc. Nắm đi buộc lụa cũ nó thơm á ha. Nãy có bỏ chung củ trắng vô hấp á, nó màu đỏ tươi à cả nhà, như nó thơm. Béo quá trời, cái qua cái trái vô. Chua dễ ăn ha. Chua dễ ăn cơm mới ăn. Chứ mình ăn cơm này không nó ngán mà. Nó béo quá. Nhiều khi người ta ấy bơ nó thấy ngán ha. Nó mặn mặn gì dễ ăn. Cái mùi bơ nó không có chịu ăn. Vậy, chấm ăn. Thì lột như vậy đó. Ở dưới đây hả?
Rồi do dơ tay người thôi. Bóc gì ăn mới ngon. Liếm liếm cái vỏ cũng sướng, ngon. Của mình liếm chứ đâu phải liếm tay ai đâu, cả nhà thông cảm nha. Thành năng vậy nó ngon. Ăn ở nhà mà nó phải đi quán hay đi nhà hàng thôi đó. Gà ta béo quá vậy. Ăn này mấy cái đầu đủ vốn. Cái tôm này nó chắc em. Đóng vỏ luôn. Nãy giờ về chín ra mặn á, sao ngán. Dù khoa cũng ngán. Tôm này chắc ha. Mỗi con luôn á. Xứng đáng nha. Quá ngon. Mấy con gái nhà ha. Mua cho ăn vậy. Rồi xin mời cả nhà. Ăn cá mọc à? Hành nó dập. Anh ấy có xào hành á. Quá tuyệt vời.